con người khi tâm hướng thiện thì sẽ cải đổi được lý số, thiên đường hay địa ngục tức khắc thanh thịnh. Nên nhất cử nhất động của người đời, một gốc cây, một ngọn cỏ ở thế gian đều chi phối bởi nhân quả thiện ác bao ứng, đi theo như bóng với hình. Giống như tấm gương lớn lập tức phản chiếu ra, địa ngục do tâm thức nghiệp báo số của con người chịu cảm nên. Đừng nói là khoa học tiến bộ, quỷ thần có thể tiêu diệt thế nhân, ý hữu hình muốn thắng vô hình, mới hay rằng vô hình chủ thể của hữu hình. Phật là người giác ngộ nên thấy rất rõ các đường đi trong sao trường luân chuyển của chúng sanh. Nguyên lai là như vậy, thế nhân đều do địa ngục là cõi ta không thấy được, kỳ thực lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt ta, thật là kỳ diệu, quả là đáng sợ.